Đời người không ai biết đâu là điểm dừng, cũng chẳng nói trước được ngày mai sẽ ra sao. Chỉ thấy rằng khi vấp ngã mà biết gượng dậy để làm lại từ đầu, thì đó là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng chạm tới được. Đó chính là câu chuyện về nhiếp ảnh Thành Xuân Anh, hay còn gọi là nhiếp ảnh Xuân Anh, là người sáng lập thương hiệu bò tơ Xuân Anh Củ Chi. Nghe anh kể về chuyện đời, chuyện sang, với những nỗi niềm trăn trở không nguôi về cuộc đời con người, cũng như chính cuộc đời anh, để khi bén duyên với loài hoa sen, anh đã hy sinh tất cả để chụp những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện về sen, đã triển lãm ảnh và gây quỹ từ thiện giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Hồng Tơ biết anh Thành trong một cái dịp tình cờ chơi với nhau qua những người bạn. Lúc đó không nghĩ anh Thành là một nhà doanh nhân, mà mình cũng không nghĩ anh Thành là một cái người nghệ sĩ nhiếp ảnh. Cho nên hôm nay khi đến dự cái triển lãm tranh này, Hồng Tơ rất là bất ngờ. Bởi vì sau khi chơi với nhau thì Hồng Tơ cảm thấy có một cái gì đó rất kính mến anh, và phải nói là ngưỡng mộ anh qua cái cách sống. Hết sức là bất ngờ là bởi vì đã gặp lại anh Xuân Thành, thấy không? Đã từ lâu rồi, nhưng hôm nay tôi bất ngờ hơn là bởi vì thường người ta nói là tới đất thép thành đồng, phải không? Rồi đến địa đạo cử tri. Khi mà tới cử tri là người ta nghĩ cái đó. Nhưng mà tôi lại nghĩ hôm nay tôi đến đây thì tôi lại có một cái ý nghĩ khác rất là mới. Là tôi thấy là đất thép thành đồng và cái địa đạo cử tri đã nở hoa. Đó là tôi thích ở cái chỗ đã nở hoa. Thì cái nở hoa này chúng ta hiểu rất nhiều ý nghĩa. Và ngày hôm nay thì tôi thấy ở đây đã nở lên rất nhiều những cái bông hoa đẹp về con người. Thế ngày hôm nay thì tôi thấy một cái khía cạnh khác là đẹp, đó chính là hoa sen. Đó mà chính là hoa sen mà ngày hôm nay nghĩa là coi như là anh Thành đã làm được cái này, mà tôi thấy là nhìn là tôi thấy là có một cái sự thành công hết sức là lớn. Là bởi vì đây là một cái cuộc triển lãm mà mang tính chất chủ đề hoàn toàn về sen. Và đây là một cái cuộc triển lãm sen mà có thể nói rằng là nghệ thuật, và nó bao quát nhất và nó cũng lớn nhất ở tại cái cử tri này. Lần đầu tiên, có thể nói được lần đầu tiên. Anh sinh ra ở mảnh đất Củ Chi, tuổi thơ không trọn vẹn và một thời gian dài tuổi trẻ anh đánh mất những giá trị thiêng liêng của cuộc sống. Từ góc khuất cuộc đời, anh bước đến vầng sáng của sự lương thiện, bỏ lại sau lưng quá khứ buồn để theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh và kinh doanh. Cũng không biết từ bao giờ, anh đam mê da diết sự mộc mạc, tinh khiết của loài hoa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ấy. Nhìn những bức ảnh nghệ sĩ chụp hoa sen, có thể không hiểu hết được những thâm ý sâu xa hay những sắc màu nghệ thuật mà anh gửi trong đó. Nhưng chúng tôi biết rằng loài hoa ấy đã ăn sâu vào tâm hồn anh, và chỉ có tình yêu đến cháy lòng với sen, anh mới có thể nắm được cái hồn tinh tế đến thế. Mỗi bức tranh đều gắn với những chặng đường gian nan, bờ bụi, gai góc, để chờ từng khoảnh khắc nụ hồng mới chín. Khi giọt sương đêm vừa đáp trên cánh sen, chiếc lá non bắt đầu nhú lên, hay đợi chờ từng cơn mưa, nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc. Dường như tất cả những nét đẹp bình dị, thanh khiết của sen đều trở thành đề tài, nguồn cảm hứng bất tận để anh sáng tạo, gửi vào đó những câu chuyện về tình quê hương, tình cha nghĩa mẹ, tình yêu cuộc sống với những gì tinh tế nhất.
đầu tiên là anh học khóa nhiếp ảnh ở Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và tốt nghiệp 3 khóa ở đó. Và cái trở lại lần đầu tiên trong cuộc đời của anh cầm cái máy chụp hình đi chụp dạo những cái tour du lịch, những người khách tham quan du lịch để mình kiếm đồng tiền đó mưu sinh. Và từ từ chụp đám cưới, đám hỏi, lên tới chân dung thì anh chuyển qua kinh doanh. Kinh doanh năm 1999 thì anh mới chuyển qua kinh doanh quán ăn và quán cà phê. Tình cờ anh làm cái quán này và anh đào lên cái ao này và trồng sen lên trên đó, thì anh thấy hoa sen nó từ bùn nó vươn lên, và cuộc đời quá khứ của anh cũng từ bùn vươn lên tới ngày hôm nay, cho nên anh thấy nó rất là hay. Sự nhạy cảm trước vẻ đẹp cuộc sống của một tâm hồn lãng mạn cùng với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng và một mong ước được để lại một điều gì đó có ích cho đời, nên anh không ngừng sáng tạo, say sưa từng ngày từng giờ để lại những tác phẩm đẹp cho mọi người cũng như cuộc sống ý nghĩa cho đời. Yêu thật lòng thì sẽ được đáp lại. Với hơn 5 năm, anh đã tổ chức thành công 8 triển lãm ảnh nghệ thuật tranh sen để gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh, cụ già neo đơn hay trẻ em nghèo hiếu học. Triển lãm ảnh đầu tiên mang chủ đề Nửa đời đánh mất, nửa đời yêu sen năm 2013 của anh đã được mọi người nhiệt tình đón nhận và đánh giá cao từ các cán bộ của Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, những nhiếp Phú Nhuận, Hội Nhiếp ảnh Hóc Môn cũng như tất cả những vị khách mời đều như bị thôi miên bởi những bức tranh sen có hồn của anh. Nửa đời đánh mất, nửa đời yêu sen. Sau ngày khai mạc đầu tiên, tổng số tiền tranh bán được gồm 65 triệu đồng đã được trao cùng ngày cho đại diện Ủy ban Nhân dân Củ Chi xây dựng 2 căn nhà tình thương cho xã Tân An Hội và Tân Phú Trung, mỗi căn 30 triệu đồng. Nửa đời yêu sen cũng chính là nửa đời mà anh muốn dành tặng tất cả cho người nghèo, mồ côi khó khăn. Triển lãm ảnh lần 2 với chủ đề Bóng Mẹ là lời tri ân chân thành gửi đến tất cả những người mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2013 tại Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đã thu hút đông đảo khách tham quan, trong đó có nhiều chính khách, tăng ni, nghệ sĩ, nghệ nhân nổi tiếng của Việt Nam. Triển lãm trưng bày hơn 100 bức tranh, ảnh nghệ thuật, thư pháp đa phong cách, thể hiện nhiều khía cạnh xoay quanh chủ đề tình mẫu tử, đặc biệt với hơn 40 bức tranh về tình mẫu tử của hơn 40 doanh nhân và nghệ sĩ do nhiếp ảnh gia Xuân Anh chụp, cùng những tác phẩm tranh sen, chương trình gây quỹ từ thiện xây và trao tặng 10 căn nhà tình thương cho người nghèo. Triển lãm ảnh lần 3 với chủ đề Kết nối yêu thương được tổ chức ngay tại nhà hàng sinh thái Thành Xuân Anh vào mùa Vu Lan năm 2014, gây quỹ từ thiện trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại Củ Chi, quê hương của nhiếp ảnh gia Xuân Anh. Hôm nay đến đây để tham dự chương trình Kết nối yêu thương với do anh Thành Xuân Anh tổ chức, và chương trình cũng nhằm gây quỹ để xây dựng các nhà tình thương cho những người dân nghèo ở huyện Củ Chi. Thì Mai Thu Huyền trong những thời gian làm việc cộng tác cùng với cả nghệ sĩ nhiếp ảnh Thành Xuân Anh thì cảm thấy rất là ngưỡng mộ tấm lòng của anh, những tấm lòng của anh, và anh luôn luôn nghĩ về mọi người, luôn luôn làm những thật là nhiều những cái việc tốt, những cái việc có ích để giúp đỡ cho những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn. Và thực sự anh có một tấm lòng rất là bao la, rất là rộng mở, và chính cái tấm lòng của anh đã lan tỏa ra những mọi người xung quanh. Thay mặt chính quyền địa phương, tổng thể chung anh khác thấy là ban giám đốc nhà hàng Thành Xuân Anh
tổ chức ngày mừng đại lễ Vu Lan báo hiếu nhằm để quyên góp ủng hộ tiền cho nhân dân nghèo, đặc biệt là trong đó có dân phố Hòa Đông. Tôi là xin cũng lần nữa xin thay mặt đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc xin đón nhận và chân thành cảm ơn cơ nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của quý cơ quan đơn vị những nhà hảo tâm đến đây giúp ủng hộ cho dân nghèo địa phương, là đã mang lại một ý nghĩa và rất thiết thực và bổ ích đối với dân nghèo địa phương chúng tôi. Một lần nữa tôi cũng xin thay mặt những người hương chân thành cảm ơn quý vị, chúc là với bà con và những người có mặt hôm nay nhiều sức khỏe an lành. Kết nối mùa yêu thương mùa lan kỳ này là kết nối với cao bằng lạc bộ một nửa yêu thương để cùng với mình tổ chức cái lễ Vu Lan này và đánh đi một thông điệp cho mọi người hiểu rằng mọi người phải sống yêu thương nhau hơn và sống có trách nhiệm với nhau hơn, biết chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đó là những cái mình muốn cho mọi người hiểu rằng dù cho mình có là ai ở một cương vị nhà nào trên xã hội này thì mình cũng từ người mẹ của mình sinh đẻ mình ra và nuôi dưỡng mình cho tới trưởng thành, cho nên cái công lao đó rất to lớn và muốn rằng tất cả chúng ta phải nắm tay nhau và sát cánh với nhau để làm việc thiện nguyện. Đó là một cách mình báo hiếu cho cha mẹ mình, dù cha mẹ mình còn sống hay mẹ mình mất, đó là một cái làm cho cha mẹ mình được có niềm vui. Người mất rồi thì cha mẹ mình đã vui nên mỉm cười nơi xứ vàng, còn người hiện tại còn sống thì sẽ cảm thấy hãnh diện với con mình và hãnh diện với những việc làm thiện nguyện của con mình. Triển lãm ảnh lần 4 với chủ đề Khoảnh khắc bên mẹ được tổ chức tại Nhà văn hóa thanh niên nhân ngày Vu Lan báo hiếu với 64 bức ảnh tại triển lãm về tình mẹ con cùng nhiều ảnh hoa sen do nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Anh chụp ghi lại những khoảnh khắc cha mẹ và con bên nhau ấm áp tình thân. Chương trình triển lãm gây quỹ từ thiện cho quỹ học bổng Vườn A Dính. Cũng trong năm 2015, nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Anh tổ chức triển lãm 60 bức ảnh sen để gây quỹ từ thiện dành cho nạn nhân chất độc da cam tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đồng hành cùng với nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Anh còn có bà Trương Thị Nở, phó ban từ thiện Hội Phật giáo Việt Nam, phó ban nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cùng nhiều nhà hảo tâm khác. Chương trình đã gây quỹ với tổng số tiền 450 triệu và trao cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại Thái Bình. Buổi triển lãm ngày hôm nay trước hết là cảm ơn những doanh nhân, cảm ơn những báo đài đã tới để ủng hộ để đưa tin những tác phẩm này cho công chúng xem và cũng đánh đi một thông điệp tình người đến với mọi người mọi nhà. Trước tiên Xuân Anh xin cảm ơn thầy Thăng, phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam đã dạy dỗ cho Xuân Anh, chỉ cho anh những ánh sáng và những cách cầm máy để chụp những khoảnh khắc đẹp mà đầu tiên trong đời.
và cảm ơn như các người mẹ đã có công coi như là sinh thành ra những người con ngày hôm nay. Và những tác phẩm Hoa Sen thì Xuân Anh sẽ dành cho quỹ học bổng Vừa Ra Dính để đền đáp công ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì tổ quốc của mình. Và còn lại những người con thì chúng ta phải có trách nhiệm để giúp chúng em học nên người. Đó là cái công đền đáp của những người đã ngã xuống cho đất nước, cho tổ quốc mình. Triển lãm ảnh nghệ thuật lần 6 với chủ đề Vu Lan Nhớ Mẹ tổ chức gây quỹ từ thiện tặng quà các trẻ em nghèo tại Đồng Nai và những người già neo đơn. Hôm nay là Vu Lan Nhớ Mẹ. Những chương trình này anh muốn đề cao người phụ nữ Việt Nam, đề cao tình mẫu tử thiêng liêng và muốn cho những người mẹ được vui dày, được hạnh phúc bên các con và những người con phải sống thật có hiếu với mẹ mình. Thì anh muốn dùng những thông điệp này để kết nối những tình yêu thương đó để cho mọi người sống có trách nhiệm với cha mẹ mình hơn. Và những người con coi như là phải biết trân trọng cái tình mẫu tử thiêng liêng đó. Thật sự thì Xuân Hiếu cảm thấy rất là may mắn khi có cơ hội được biết và đồng hành với nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh. Và càng may mắn hơn khi cùng đồng hành với anh trong các cái chương trình hoạt động thiện nguyện. Thì Xuân Hiếu được biết là anh Xuân Anh đã làm rất là nhiều những cái việc thiện nguyện, đặc biệt là trong dịp lễ Vu Lan, để như một cái phần anh tưởng nhớ đến người mẹ đã mất của mình, cũng như là thông qua cái lễ Vu Lan anh làm những cái hoạt động thiện nguyện để góp phần gây quỹ, chia sẻ cho những mảnh đời khó khăn đang cần sự giúp đỡ. Xuân Anh tổ chức triển lãm ảnh ca nhạc nghệ thuật gây quỹ từ thiện với chủ đề Công đức sinh thành tại nhà hát VOH với tổng số tiền gây quỹ hơn 200 triệu đồng, khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 bà con nghèo và xây cầu tại Long An. Chương trình đã tái hiện lại cuộc đời nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh và để lại nhiều ấn tượng cho khách tham dự. Những bức tranh sen mà Xuân Anh chụp á, tất cả đều dành cho thiện nguyện. Những bức tranh sen có để tên Xuân Anh, ký ở dưới là tất cả những cái tác phẩm dùng hết cho những mảnh đời khó khăn. Ở đâu có chương trình từ thiện thì Xuân Anh sẽ đem tới tặng để bán đấu giá, để có tiền để giúp cho những mảnh khó khăn đặc biệt trong xã hội, giúp cho người nghèo, giúp cho những bệnh nhân, coi như là giúp những hoàn cảnh đặc biệt để cho nó có cái ý nghĩa cho những người họ cần đến cái sự giúp đỡ của mọi người vượt qua khó khăn. Xuân Anh là một đứa con bất hiếu từ thở niên thiếu, rồi đến khi trưởng thành coi như là phạm những lỗi lầm không tròn đại hiếu với cha mẹ mình. Cho nên khi cha mẹ mất rồi, mình mới thấy tình cảm cha mẹ là thiêng liêng nhất mà không thể tình cảm nào có thể thay thế được. Từ đó
Xuân mới hối lỗi và làm những chương trình thiện nguyện tới ngày Vu Lan báo hiếu, tới ngày xóa tội giúp song thân, thì Xuân Anh mới chụp những cái tác phẩm về tình mẫu tử để đánh đi một thông điệp ra cho mọi người: con phải sống như thế nào khi hiếu với cha mẹ, và những người nào coi như là chưa tròn đạo hiếu cần nên sửa sai, cần nên sống tốt với cha mẹ mình, đừng để khi cha mẹ mất rồi mình mới sực tỉnh như Xuân Anh hiện tại bây giờ. Thì một hối hận, bây giờ có muốn tìm cha mẹ để đền đáp, để báo hiếu cũng không còn. Cho nên từ đó Xuân Anh mới làm những cái việc này, chụp tình mẫu tử tên thiên liêng để trước nhất là báo hiếu cho song thân, dù cho cha mẹ mình đã mất đi, không còn trên xã hội này nữa, nhưng mà linh hồn, nếu về vi tâm linh hồn vẫn còn thì cha mẹ sẽ vui vẻ và mỉm cười nơi xứ già. Và tất cả những cha mẹ và những người con trên thế gian này sẽ sống yêu thương nhau và sống có trách nhiệm với nhau hơn. Bởi vì nếu con người dù có làm một cái gì lớn lao chăng nữa, nhưng mà nếu mình không tròn đạo hiếu thì cũng bằng không. Cho tôi một lần mẹ ôm vào lòng, với niềm khát khao dòng xứ mẹ hiền tắm mát đời con. Nhớ khi còn thuở bé, mỗi lần đến lớp mẹ dìu con đi. Chuyện làm này là từ nhắc nhở cho những người mà đã quên đi, sau những công việc, sau những cái ngày tháng, sau những tất cả, quên đi cái chăm sóc của ba mẹ mình, thì cũng có thể là một cái để làm mình nhớ hơn. Chị thấy là cái chương trình này nó rất là có ý nghĩa, bởi vì làm sao ai cũng có cha có mẹ đấy, những người may mắn thì cha mẹ còn sống, còn những người mà như bản thân chị thì không còn, cha mẹ không còn nữa, cho nên là chị thấy cái chương trình này của anh rất là có ý nghĩa, nên là chị muốn ủng hộ anh Thành, bởi vì anh cũng là một người rất là người con có hiếu với cha mẹ, theo như là mọi người cũng nhìn thấy qua những bài báo hoặc là những cái lời tâm sự của anh. Thưa quý vị, nổi cái tên công đức sinh thành là trong tháng 7 này thì quả là nó chạm đến trái tim của mọi người. Nhiều tất bật của cuộc sống đôi khi chúng ta chỉ nghĩ mang tiền gửi cho người thân là đủ, nhưng trong thực tế thì Thanh Bạch rất ngưỡng mộ anh Thành Xuân Anh, người rất là yêu sen và có ý tưởng nửa đời sen của mình để làm cái chương trình trong tháng 7 này, và được cộng hưởng của rất nhiều các đồng nghiệp nghệ sĩ tham gia, thì Thanh Bạch nghĩ rằng mình cũng góp một phần nhỏ bé của mình để vào chung trong cái tâm nguyện mà của những nhà tổ chức đã đưa ra, và điều này có thể nói là rất tuyệt vời. Đức Huy Đức rất là vui được anh Xuân Thành và các đạo diễn đã mời mùa Vu Lan lại đến, thì tất cả doanh nhân anh chị em chúng ta đã có một thể hiện nào được ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ đối với tất cả của chúng ta hôm nay. Thank you.
và đầu năm 2018, nhiếp ảnh đã tổ chức triển lãm ảnh đời người đời sen tại chính nhà hàng của mình để gây quỹ khám phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho bà con nghèo đón Tết cổ truyền ấm cúng và trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại Củ Chi, quê hương của nhiếp ảnh. Triển lãm ảnh tranh sen lần thứ 8 đời người đời sen của nhiếp ảnh Thành Xuân Anh đã khép lại với tổng số tiền quỹ gần 50 triệu đồng được trao tặng trực tiếp cho hai xã Tân Thành Tây và Tân Phú Trung. Không biết là cảm nhận của tất cả quý vị khi mà chúng ta theo dõi những bức tranh, những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh chụp về sen như thế nào? Chứ bản thân Ngọc Phương thì có một cái niềm rất là xúc động khi mà mình dừng lại ở những cái bức tranh về sen mà có ý nghĩa là về tình mẫu tử. Bản thân mình có mẹ, mình rất là may mắn mình có mẹ. Rồi mình cũng được làm mẹ của hai đứa nhỏ. Thì mình cảm thấy từng những cái bức tranh, từng những cái góc chụp của anh Thành Xuân Anh ẩn ý rất là nhiều và đề cao tình mẫu tử. Quả thật trong cuộc đời của chúng ta, tình mẫu tử là một cái tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Mình tin rằng là nếu quý vị nào mà đồng cảm với Ngọc Hương thì chúng ta sẽ cùng mua tranh, mua ảnh ủng hộ cho anh Thành Xuân Anh. Bởi vì mục đích của triển lãm lần này đó là gây quỹ để ủng hộ cho những người nghèo, những người kém may mắn có thể đón được một mùa xuân mẫu tử đầm ấm và sung túc hơn. Cảm ơn quý vị. Thì chồng mà này bệnh tâm thần thì nằm bệnh viện, nhờ anh Thành anh cho cái nhà. Bây giờ chị cũng có nhà che nắng che mưa, cũng đỡ hơn là nhà nó sạch sẽ. Thì chị có cái nhà được thì mừng lắm, mừng mà khóc quá. Chắc phải là có nhà vậy đó. Đời người đời sen của nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh như một lời kết yêu thương trọn vẹn cho hành trình thiện nguyện của anh dành cho tất cả mọi người. Sen cũng như cuộc đời con người, vì vậy hãy sống như đóa sen kia, luôn vươn lên khỏi bùn lầy để nở hương thơm ngát cho đời. Thì con người hãy luôn sống yêu thương nhau và cùng nhau giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, vì yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi.